Em chào cả nhà. Mẫu đồng em đang mặc trên người là một cái mẫu mới về của bên em luôn nha các chị, rất là hot ha. Mẫu đồng này thì các chị có thể mặc đi tiệc được nè, rất là xinh. Chất liệu là bằng vải lưới nha các chị, rất là dày dặn ha. Nó có thể làm cho các chị thêm một cái độ xòe nè, tăng làm cái vòng vai của mình nó đầy đặn hơn, cũng như là nó có kèm thêm một cái đai nịt. Cái này là đi liền với cái đồng luôn nha các chị nha. Lại gần cho các chị coi nè, thêu hoa nổi rất là xinh ha các chị ha, nhìn rất là cao cấp. Và cái đồng này thì các chị mặc á thì có cái thắt lưng này vô, các chị có thể phối với lại những cái đồng khác, và nó làm cho cái vòng eo của mình rất là nhỏ nè, có cái tay lưới loe như thế này, tạo cảm giác được là cái bắp tay của mình nó sẽ thon gọn lại nha. Và phía trong nó có một cái lớp lót cho các chị nè, rất là dày dặn, không có hề bị mỏng nha. Và lớp lót nó sẽ ngắn hơn cái lớp ở ngoài một chút xíu, tại vì khi mà mặc kiểu này thì cảm giác như là cái chân của mình nó sẽ dài hơn. Nếu như mà cái lớp lót mà nó dài bằng cái đầm á thì cái cảm giác cái chân mình nó không có dài bằng ha. Rồi rất là xinh nha các chị. Đầm này thì nó có size, chị nào mà muốn mua cái đầm này thì để lại cho em số điện thoại cộng với lại mã sản phẩm để em tư vấn cái size cho các chị ha. Xinh lắm nha các chị nha. Đó. Và cái thêu này thì thêu nổi nha các chị. Và đồng này không có dưới không có giá là trên 300, là dưới 300 thôi các chị ơi. Một cái đồng rất là xinh và cao cấp thì cái giá rất là mềm đúng không các chị. Nhanh tay để lại số điện thoại và mã sản phẩm cho em nha.